Liên quan đến việc công ty Đại Lải Việt Nam có hành vi bạt đồi lấp hồ Đại Lải để làm biệt thự nghỉ dưỡng mà Nhật ký Cuộc Sống đã phản ánh trong các bản tin thời gian qua. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra xử lý nghiêm vấn đề này. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra thông tin doanh nghiệp bạt đồi lấp hồ Đại Lải xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, Tổng cục Thủy lợi kiểm tra và phát hiện 4 doanh nghiệp gồm công ty Đại Lại, công ty Nhật Hằng, công ty Tiến Đạt và công ty Hồng Hạc Đại Lại đã có hành vi lấn chiếm sản nước thải vào lòng hồ, vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về thủy lợi. Đang nói trong số này, hành vi bạt đồi, san gạt, đổ đất vào lòng hồ để thực hiện dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng của công ty Đại Lại Việt Nam được xác định là nghiêm trọng khi doanh nghiệp chưa có giấy phép xây dựng cũng như giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Mặc dù đã yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra xử lý nhưng đã nhiều tháng trôi qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa hoàn thành việc kiểm tra, khắc phục sai phạm, gửi báo cáo kết quả về Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.